có rất nhiều bạn đã hỏi tôi rằng khi mà lấy mụn xong thì chúng ta nên dưỡng da như thế nào, và đặc biệt sau khi mà lấy mụn xong thì bạn có nên cấp ẩm trực tiếp cho da hay không. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Vân Anh sẽ giải quyết cho bạn một câu hỏi vô cùng to như thế này. Bởi vì rất nhiều các bạn ở ngoài kia đều bị mụn, bản thân chính tôi cũng như vậy. Mỗi một lần tôi đi công tác, các bạn có nhìn thấy không ạ, tôi đang ngồi ở sân bay này, tôi đang đi công tác, mỗi một lần công tác như vậy Vân Anh thường lên rất nhiều mụn ẩn ở xung quanh hết mặt. Bởi vì sao? Mình thay đổi môi trường, mình thay đổi khí hậu, mình thay đổi nước và thay đổi thời tiết, đặc biệt là thay đổi chế độ sinh hoạt của mình nữa. Vậy sau khi mà chúng ta lấy mụn, chúng ta có sử dụng cấp ẩm trực tiếp luôn hay không? Câu trả lời với các bạn rằng là chưa nên đâu nha mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta trên da của chúng ta bị mụn là lúc đấy sao ạ? Là chắc chắn là chúng ta cần phải sử dụng những các loại sản phẩm để nó sẽ làm kháng viêm. Mụn nghĩa là gì? Mụn nghĩa là ổ viêm. Chính vì vậy nên để chúng ta không còn bị hết mụn, chúng ta không còn mụn nữa, không còn bị ẩn dưới da nữa, đó là chúng ta không bị viêm. Chúng ta đang đi tới một môi trường mới, hoặc kể cả các bạn đang ở nhà, các bạn đang dùng một cái dòng sản phẩm nào đó, hoặc các bạn đang chưa chăm sóc da một cách đúng cách, thì các bạn sẽ bị viêm ở trên da của mình. Trên da của chúng ta, tay này, ai này, khi Vân Anh nói chuyện Vân Anh rất hay sờ, đó cũng là một thói quen không tốt của mình đó. Thì trên những cái móng tay của chúng ta sẽ có rất nhiều vi khuẩn, chúng ta đâu nhìn được bằng mắt thường mọi người ạ. Chính vì vậy nên là khi vi khuẩn đưa lên da của chúng ta sẽ bị viêm. Và cái viêm đó, đầu tiên để các bạn muốn hết được mụn, đó là chúng ta phải gì ạ? Toàn bộ tất cả những cái mà gây ra viêm chúng ta phải tránh xa nó mọi người ạ. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa mới lấy mụn xong, chúng ta lấy được toàn bộ tất cả những cái ổ viêm đấy ở trên da lên rồi, thì các bạn phải đưa một cái loại sản phẩm có thể kháng viêm cái vùng da đó của chúng ta lại. Và khi kháng viêm hiệu quả, da của chúng ta lành lặn lại và không còn mụn nữa, thì lúc đó ok free, các bạn có thể cấp ẩm, có thể dưỡng da, có thể make up, có thể chăm sóc thoải mái, thì chắc chắn da của các bạn sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Và chốt lại câu trả lời đó là khi lấy mụn xong, hãy lưu ý rằng chúng ta lấy mụn xong, chúng ta hãy kháng viêm cái ổ mụn đó. Bởi vì mụn là viêm, chúng ta kháng viêm sau đó chúng ta có da đẹp. Và khi đó chúng ta mới chuyển sang giai đoạn cấp ẩm, dưỡng da, chăm sóc da. Ok nha mọi người. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi nào để cần Vân Anh hỗ trợ cho mọi người về cái cách chăm sóc da, cấp ẩm, dưỡng mụn hay dưỡng nám gì đó, hãy cứ inbox cho Vân Anh. Và đặc biệt đừng quên sub kênh của Vân Anh nha. Xin chào mọi người.